Đây là video 100 ngày về Don't Crap, một podcast có thể khiến chúng ta đấm vỡ alo cái thùng máy tính bất cứ lúc nào. Mục tiêu của chúng ta đó chính là giết được rồng Ender. Và muốn đến được nơi của rồng Ender thì chúng ta phải tìm được 12 con mắt vô cùng đặc biệt. Những mắt này phân bố khắp nơi trên toàn thế giới. Có những mắt được những vị thần, những quái vật mang nguồn sức mạnh khủng khiếp đang nắm giữ. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là đánh bại tất cả, lấy được những vật phẩm, nâng cấp trang bị, tăng sức mạnh để có thể đối đầu với vị thần cuối cùng, vị thần đã sáng tạo ra thế giới Minecraft. Ngày đầu tiên mình spam ra một nơi khá là đẹp. Sau khi nói chuyện với con NPC xong thì mình nhận được một viên Spirit Orb. Sau đó thì mình nhìn theo bản đồ đi tìm ngôi làng. Và rất là may ngôi làng ở gần đây luôn. Vừa tới chúng ta có một cái cổng dịch chuyển. Những cái cổng này có khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta có thể liên kết với nhau và có thể dịch chuyển qua lại giữa các cánh cổng, rất tiện cho việc đi lại. Và mình đã dành cho ngôi làng này một cái tên rất là hay, đó chính là Làng Ngu. Đây chính là ngôi đền giúp chúng ta có thể nâng cấp được thể lực và thanh máu. Cứ 4 viên sẽ nâng lên được 1 nấc, nhưng hiện tại mình có mỗi viên thôi. Và ở cái boss này, nếu chúng ta ăn trộm đồ trước mặt dân làng thì bọn nó sẽ từ mặt các bạn và đồng thời không cho các bạn nhận nhiệm vụ. Còn nếu ăn trộm nhiều hơn thì xác định nó cầm đồ nó được, bạn chạy té khói. Cho nên chúng ta ăn trộm thì đừng cho ai thấy cả. Đây, đồ khứa nào thấy được luôn á. Rồi mình tiến tới một cái giường lợn, một cái túp liều chanh. Và đây chính là nơi ông Guildmaster, một NPC cho chúng ta những cái nhiệm vụ giúp chúng ta tìm kiếm những con mắt. Sau khi nói chuyện với ông này thì ông bảo là mình là một thằng gà mới bước chân vào nghề, cho nên muốn đánh bại được những con boss kia mình phải tiêu diệt được 10 con Pillager. Sau đó ông ấy dạy cho mình một cái skill cực kỳ đặc biệt. Anh em bình thường mình đánh bạn bố láo thực sự. Mình chui vào một căn nhà, đóng cửa lại, xung quanh không mấy ai, thì lại tay chôn cái giường. Ngày lúc đó thì chị ơi, cái nhà này là không có giường sẵn nha. Chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng thôi có bằng chứng đâu, bố mày lấy đấy là video nào. Đến chiều mình thấy một cái tòa tháp. Với tính tò mò của mình thì mình lập tức chạy xuống dưới này để khám phá. Dưới này là một cái dungeon với rất nhiều quái vật. Mình nhanh tay đập cái lồng spam. Rương đổ tầng 1 thì khá là nghèo các bạn ơi. Cũng hên mình lùm được những vật phẩm khá là ngon như là cây đinh ba và cái điều đá enchant. Những cái quái ở tầng này còn khá là yếu, cho nên mình dư sức đấm vỡ mồm nó. Rồi mình lúc được một cái cung và ít tơ vàng. Sau khi có chút đồ tạm bợ thì mình tìm đến một cái Pillager và chạy tới sắp là cả với nó, xông thẳng vô chém liên tục và tuyên bố là không sợ bất cứ bốn con thằng nào. Bọn này nó bu là một đống cho nên nó bắn lẫn lộn nhau hết, nó bắn nhau chỉ còn đúng một chấm máu thôi, nên mình tiện tay xông vào và kẽ từng đứa. Mặc dù bị bắn nhưng mình vẫn rất là cố gắng để kẽ tất cả, trải qua bao nhiêu lần lên voi xuống chó chơi mạt máu với bọn này. Cuối cùng mình cũng hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng đổi lại mỗi lần chúng ta chết thì đồ bên của giáp hoặc tất cả món đồ đều giảm đi. Giờ thì mình không khác gì một thằng rẻ đất cả. À khoan, từ đầu vốn dĩ mình là một thằng rẻ đất rồi mà. Rồi mình quay trở về làng để trả nhiệm vụ thì ông cho mình một cái skill book, lập tức không ngại ngùng Harry học ngay và luôn. Và đây chính là kỹ năng đầu tiên của chúng ta, đó là kỹ năng lộn xào là xảo là nhầm. Đó chính là kỹ năng lộn nhào các bạn ơi. Cái này rất tốt cho áp dụng cực chiến nhá. Mình chạy theo bản đồ mới thì đã được một ngôi làng, và ở đây mình gặp ngay thằng bạn chí cốt của mình, đó chính là Huy Cube, hay được gọi tóm tắt là Huy Ngu. Này, bắn đi, bắn đi. Chiêu chiến là cù. Đâm nhau không? Hả? Hả? Chiêu chiến là cù. Mày ai hết giáp giáp rồi, cho rồi. Mình vào nhà ông thợ rèn, thấy một cái nơi trưng bày áo giáp khá là xịn sò, mà không lấy thì đời không nể, cho nên mình tiện tay mình lấy luôn bộ giáp này luôn. Và trang bị vô đó chính là quân giang, thêm mũ vàng nữa. Uầy, nhìn mình đập trai sang chảnh hơn hẳn nhờ, bước trẻ đắt hơn nhiều rồi. Một lúc sau mình tiến thẳng vào tòa thành con Goblin King, với máu chó trong người mình chạy lên trên kia. Vừa chạy lên chỗ con Goblin King thì mình đã tiến tới và cho nó một đấm vào mặt. Nhưng mà chó biết giờ đâu ra thế. Khi mình hồi sinh thì mình thấy con Goblin King chỉ còn đúng một tí máu các bạn ơi, thì đang bị thằng kia gõ. Nhưng không hiểu tại sao cứ trồ mặt mình là nó chuyển hướng qua mình và đấm mình lồn cổ luôn. Khi con Goblin King chỉ còn một tí máu, mình bật chế độ chơi dơ, cầm rìu lên và chém liên tục vào nó. Sau một hồi cố gắng và nỗ lực thì cuối cùng Goblin King cũng bị bệnh hạ. Nhưng mà con chó biết giờ nó vẫn không tha thứ cho mình. Nhưng rốt cuộc mình đã nhận được vật phẩm chúng ta cần lấy rồi, đó chính là một cái vương miện của con Goblin. Mình trở về để trả nhiệm vụ cho ông Guildmaster này, thì ông ấy cho mình nhiệm vụ thứ ba, đó chính là nhiệm vụ đi đánh con Orc. Và trước khi lên đường thì mình cũng đã chế tạo ra một cái ba lô, mà ba lô vô như mình ắt select thế nhỉ. Bấm B để mở ba lô ra, công nhận một điều đó là có ba lô tiền thực sự các bạn ơi. Và ngày sau cuối cùng mình tìm được con Orc rồi. Mấy cái con này chuyên gia sống dưới hang các bạn ơi, có khi nào nó cùng dòng họ với mấy anh fan mu không ta? Với kinh nghiệm chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần thì đánh với mấy con này thì chúng ta chỉ cần đứng lên cao và bắn cung xuống thôi. Mặc dù cách này chơi hơi dơ nhưng mà không sao, nó đúng với phong cách chơi game của mình, chơi dơ sống lâu ăn cất trâu bất tử. Sau một hồi bắn khá là lâu, mình cũng đã hết cung rồi. Mình nhảy xuống đặt cái giường checkpoint và sau đó đi. Trời ơi, tôi chơi mạt máu với con Orc này. Mày con xin máu thôi, mày bắn nó đi. Ăn nhiều cú đấm cực kỳ mạnh đến từ vị trí của Harry thì ngót này sưng tái mặt mày và gục xuống. Và đây chính là con mắt đầu tiên trong 12 con mắt. Yeah. Và mình nhận được một cái essential, nó rất có ích cho giai đoạn sau. Quay trở về trả nhiệm vụ thì ông dân làng cho mình một nhiệm vụ mới, đó chính là tiêu diệt con Knight Robber và mở luôn hai kỹ năng, đó chính là lò hun khói và lò luyện kim.
Mình quay trở lại cái dungeon ở đầu game và mục tiêu là phá đảo chỗ này. Con quái này nhí nhỏ về chứ nó trâu cực kỳ, vừa trâu vừa mạnh nữa, khổ lắm mà mình giết được con này. Sau khi hạ nó xong, thằng đệ mình cho mình một cái giáp kim cương. Trời ơi, có cái giáp kim cương đầu game là hơi bị xịn sò đó nhá. Rồi mình lại tiếp tục trình diễn võ công sư đẳng của mình bằng những giác chém uyển chuyển. Những đường chém của mình thực sự rất gọi là điêu luyện các bạn ơi. Chém thằng nào thằng kia ngọn đấy đó. Con này về gặp mình không khác gì gặp ông nội của nó cả, sợ xanh cái mặt. Rương đổ tầng cuối cùng này thật sự rất là ngon, có rất nhiều tơ vàng cùng với đó là những bộ giáp cực kỳ xịn. Rồi mình lượm thêm một cái kiếm kim cương khá là ngon, nhưng mà đéo ăn được. Và như vậy mình đã có được một set đồ khá là xịn sò đủ xài ở giai đoạn đầu game. Đây có vẻ là con boss cuối cùng, đồng thời là con boss mạnh nhất ở dưới hầm này rồi. Với sức mạnh của mình thì mình chém con này không tược phát nào và luôn tiện chém với thằng bạn của mình. Má đồ phế. Nhưng mình nói là một chuyện mà hành động là một chuyện các bạn ơi. Sủa cho lắm vô, cuối cùng khi đánh với con Corona Rubber này, nó vả cho mình không tược phát nào, đấm mình lu đèn luôn mọi người ạ. À. Mày dám đánh tao? Ôi. Con này OP đến mức mà mình cầm cung mình bắn vào nó còn không có tác dụng, dù cung đó chỉ là vũ khí OP nhất game này. Mình còn chơi dơ đến mức treo lên cao mà thanh niên này vẫn có thể bay lên đánh mình. Mày bố mày cho anh tin đổ bắn xác mày, bố mày chết chụp mày luôn. Nhưng mà thằng nào mạnh cũng có điểm yếu hết các bạn ơi. Nó có một điểm yếu chí mạng, đó chính là ở vùng đầu. Chỉ cần đứng trên cao bắn vào đầu nó thì lượng máu của nó sẽ tụt như tụt quần vậy. Lợi dụng cơ hội, mình và thanh niên kia bắn công liên tục vào đầu nó. Và sau một hồi, Corona Rubber chính thức gục ngã. Và đây chính là con mắt thứ hai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì mình mở khóa được rất là nhiều cái vật phẩm, nhưng nói thẳng ra là cũng chả dùng lắm. Và nhiệm vụ tiếp theo đó chính là tiêu diệt Nightingale, hay được gọi là cáo chín đuôi. Đây chính là ngôi nhà của mấy thanh niên chín đuôi các bạn. Vì nhà được làm bằng gỗ cho nên mình muốn nhà này sáng nhất đêm nay. Sao lại đốt nhà nó thế nào? Ha ha ha, cháy đi. Hãy cháy đi. Mày nhìn tao. Mới sủa được xí, nó bật chín đuôi lên, nó quất cho bợm đầu. Mày nhìn tao. Ây dạ. Nhưng mà thanh niên kia rất là khôn khi chơi trò siêu bẩn. Nó vẫn bắt lên cao và bắn cung xuống. Một hồi sau thì một con Nightingale chính thức gục ngã. Và mình lùm được con mắt thứ ba. Rồi chung tay tiêu diệt con Nightingale cuối cùng. Cái này do nó cho dơ trước nha, chứ không phải do mình đâu. Mình chỉ là hùa theo thôi. Đây chính là con mắt Exotic, con mắt thứ tư. Đánh xong con này thì bộ giáp của mình cũng khá là tàn rồi các bạn ơi. Nhiệm vụ tiếp theo đó chính là tiêu diệt chúa tệ Sika. Và mấy thằng Sika thường thường nó ở mấy cái chỗ lạ lắm, nổi tiếng đỉnh cao kia các bạn. Đây chính là Sika Lantern Lõ. Con này có vẻ chơi pháp thuật các bạn ơi. Nhưng pháp thuật hơn súng không? Bố mày bắn súng nè. Cả hai thằng mình cứ bắn cùng vào nó thì lượng máu nó tuột hơn gì. Nhưng mà chơi như vậy thì quá là dơ. Mình là một người chính trực cho nên mình cầm kiếm xông thẳng chơi khổ máu với nó. Thế mới là đàn ông chứ. Bố mày chém mày. Chết bò cho em. Mày. Ôi, cầm cái búa mạnh quá các bạn ơi. Ôi, nằm quá này. Yeah, và cuối cùng chúa tệ Sika cũng chịu thất bại trước sức mạnh của chúa tệ chơi giờ. Và đây chính là con mắt thứ tư, Magical Eyes. Rồi mình với thời gian này thi nhau coi thằng nào nhảy xuống không chết. Nhưng với cái thế này thì đảm bảo thanh niên này chết là cái chắc các bạn ạ. À. Nhảy ra ngoài hồ nước rồi kìa. Mày giỏi vậy. Nhiệm vụ thứ năm đó chính là tiêu diệt Central Knight. Nhưng sức mạnh con này ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Con này nó kháng cả cung. Mày kháng cung, bố mày cầm kiếm bố mày chém lồn cổ mày. Trời ơi. Mày. Mình chém nó, mất có tí máu thôi. Nó vạ lại vài phát thì mém nữa mình ngõm luôn. Xin lỗi, đừng đánh em nữa. Em biết lỗi rồi. Con này chỉ thích cái nó chơi cả tầm xa tầm gần luôn. Nói chừng nó rất là mạnh. Ui, non. Bố mày khô máu với mày con chó à. Harry xuất kích, cú chém của Harry ngu. Creeper. Mình đã áp dụng toàn bộ khả năng của mình để né đòn của Central Knight. Còn đánh trả lại, chả mất bao nhiêu máu. Ngược lại với hai quốc thì chính thức mình lên mà đem số ngay mà luôn. Đi đập vô con chó cái này. Ôi em xin lỗi, em không đánh nữa thôi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, em về đây. Ăn mạnh quá, đánh hết giáp, em luôn kim cương, giáp kim cương các kiểu, nó đấm như một con chó thôi, đi về. Ăn một đống hành xong, bây giờ mình với thằng bạn mình không khác gì với thằng đá đất cả. Bây giờ là phải tiếp tục đi thăm ngàn để cày đồ tiếp thôi. Mình đi đến một cái cổng địa ngục bỏ hoang và lầm được một cái rương cực kỳ xịn. Và trong đó có một thanh katana. Trời, ngầu chưa, để mình test phát nhá. Chết luôn ạ, wow, mạnh thực sự các bạn ơi. Rồi mình có thằng đề của mình tiến về địa ngục. Mình đang chạy tới cái bastion thì một con boss vua địa ngục xuất hiện các bạn ơi. Vừa nói dứt lời đâu ra một con ngựa xương bay tới và đấm vía mồm mình luôn.
video quá yếu nên mình chỉ có việc là đứng trên này và lút rương thôi mọi người ơi. Và những rương ở Bastion thực sự rất là xịn sò và ngon luôn. Chúng ta lượm ngay một cái quần kim cương, cộng thêm đó là một cái cúp combo thêm 14 viên obsidian nữa, quá là ngon trong một cái rương. Trời đất ơi, cái quần kim cương nó xịn hơn gì luôn các bạn, một đống hiệu ứng luôn nè, ngon vãi chưởng. Mình lại tiếp tục lén lút đi chôm đồ trong cái Bastion này, và rương này chúng ta có được ngay một mảnh vỡ cổ đại. Mình bắt và lâm qua cánh cục địa ngục bảo hoang ở gần đó, và trong rương này các bạn ơi, nó có tầng 2 phôi netherite luôn. Giàu rồi. Mình chuẩn bị tiến về Bastion thứ hai thì thằng bạn của mình, à không, thằng đề của mình nó cho mình một cái vật phẩm rất là xịn sò các bạn ơi. Đây chính là một cái dòng cổ. Dòng cổ này có tác dụng tăng cho chúng ta được 3 thanh máu. Rồi mới tiến vào Bastion, rương trong này thực sự quá là xịn sò. Tầng 2 ống kim cương luôn các bạn ạ. Sau đó mình chọn một cái thôi, không ham nhá. Có cộng 11% tôi tốc độ nữa. Kiểu này đeo vô chả nhanh còn hơn chó chạy nữa. Rương bên này thì mình rút được một cái mũ kim cương. Vừa đi tới mình chờ hai anh cao to đang hôi chẳng đánh mình. Nè mày. Rồi, với máu chó trong người, Haru tuyên bố không sợ bất cứ bố con thằng nào. Bố mày sợ à? Bố mày sợ chắc. Mày. Sau khi hạ hết đám lâu la này xong, mình mở rương ra thì đây rồi. Giáp kim cương và có tầng 3 phôi netherite luôn. Và đặc biệt chúng ta có thêm một con mắt mới. Lúc quay trở về thì mình đang ở một khu sa mạc. Tiến vào một cái nhà gần đó thì mình lút được hai viên thạch pha lê tím. Mình tiến tới một ngôi làng sa mạc và đặt tên cho ngôi làng đó là khu đô thị sa mạc. Trời ơi, nghe nó ắt salad vãi chướng ra. Một hồi đăng đo thì cuối cùng mình đã chọn chỗ này để làm căn cứ bí mật. Thật ra cũng chả bí mật lắm. Rồi mình chế tạo ra một cái bàn phù phép, và từ bàn phù phép đó mình nâng cấp lên một cái bàn phù phép mới. Mình lại nâng cấp lên một cái bàn phù phép mà chúng ta mất tận 2 phôi netherite. Một bàn phù phép siêu xịn nha các bạn. Xong sau thanh niên đi ăn trộm tủ sách của nhà ông dân làng, lắp full tủ sách cho bàn enchant mới của chúng ta. Và bây giờ chúng ta có thể enchant mà không cần đến sách. Và bàn enchant này cho phép chúng ta sửa đồ bền bằng kinh nghiệm. Sau đó mình enchant những dòng duy nhất như là bảo vệ 5 chẳng hồng 8 cho tất cả bộ giáp của mình. Rồi nâng cấp ba lô lên. Oái, giờ ba lô mình rộng rãi vãi chưởng luôn các bạn. Đừng đồ thoải mái của nhà máy luôn. Chưa hết mình còn enchant thanh kiếm của mình nữa. Và bây giờ thanh katana của mình tầng 12 sức tấn công. Khi đã có cho mình những trang bị vô cùng xịn sò cùng với thanh katana cực kỳ mạnh, thì mình tiến tới chỗ con Sentinel Knight và tỉ thí với nó một trận ra trò một lần nữa. Mặc dù giáp mình cũng mạnh đấy, chỉ có thể gọi là nhịn hơn nó một xíu thôi. Ôi, nó võ công mạnh. Mày. Ủa ơi, đau quá, mày. Em ơi. Hasuki. Ush. Mày yếu quá. Ủa ơi, chém tung bay luôn. Sức mạnh của Hasuki. Mày lấy đánh mình đâu vậy? Đánh ra để tao xử cho. Mày qua đây. Qua thì em bố mày sợ mày chắc. Ôi skill các bạn ạ. Bố mày đâu đấy. Ngoài xin cái tuổi nha. Đây chính là con mặt thứ 5. Ngày hôm sau mình về làng để nhận nhiệm vụ mới. Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng ông Guildmaster này giao cho mình. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là tiêu diệt con khổng lồ lửa. Có vẻ chúng ta sẽ có một trận chiến cực kỳ long trời lở đất đây. Trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, phải chạy hơn tận 10.000 block thì cuối cùng chúng ta mới tìm được con boss này rồi các bạn ơi. Và bây giờ trận chiến chính thức bắt đầu. Xuống đây. Mày. Ôi. Đâu phải đấy. Nó thực sự rất là mạnh đó các bạn ạ. Và điểm yếu duy nhất của nó đó chính là ở chân có cái xích. Ôi, mới bét. Mạnh hơn rồi. Trời. Ôi, đã thấm nó này đi. Mặc dù biết điểm yếu của nó, nhưng các đòn tấn công bình thường hầu như vẫn chưa có tác dụng lắm. Con này mỗi lần đấm, mỗi lần đá thì lượng đam rất là to. Và nó còn phun được cả lửa nữa. Đúng là con quái vật mà. Đánh đến chiều tối thì may ra nó mất được nửa máu các bạn. Đi đấm tao á. Đâu vậy đâu em? Ôi. Vì quá mệt mỏi nên mình đi ngủ một giấc, sáng mai đánh tiếp. Khi đánh nó còn 40% máu thì boss này nó bắt đầu gục ngã. Thừa thắng xông lên, bọn mình tất tay xông vào chơi khô máu với nó. Đấy ạ. Nó ngã mà tao đâu vậy? Ôi. Đây chính là hình dạng cuối cùng của nó các bạn ơi. Nó bắt đầu mở khóa sức mạnh tối thượng. Ở hình dạng này thực sự rất mạnh, nó phun lửa mạnh hơn, nó trâu hơn. Và lượng đam nó gây ra quá là kinh khủng các bạn ạ. Sức mạnh của Harry. Mày.
mày Go away. Trời ơi. Đâu, tao bị lỗi rồi. Mém nữa thì mình lên thiên đàng rồi. Ăn một đấm mà xâm xoàng luôn ấy. Nhưng trải qua biết bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng máu của nó cũng đã về không rồi các bạn ơi. Bây giờ chính là lúc kết thúc. Đây chính là con mắt thứ 6. Lúc đó là mình ngửa tay, mình chém thằng bạn mình một phát. Ôi, wow, cái gì? Yeah, I believe I can fly. Giám khứa này có enchant cái dòng gì mà mới quất nó một phát mình bay mất dạng luôn rồi. Rồi mình trở về làng để trả nhiệm vụ. Và ông bảo với mình hãy đi tìm 6 mắt còn lại ở các công trình và đánh bại những thằng giữ mắt. Từ bây giờ mình phải đi tìm những con mắt mà không có bất cứ sự chỉ dẫn nào các bạn ơi. Tại vì 6 mắt còn lại nó sẽ rải rác khắp nơi trên thế giới. Mà đến cả ông Game Master cũng bó tay không biết địa chỉ chính xác ở đâu cả. Và ngay sau đang đi khám phá thì mình bắt gặp được một con boss tên là Frostman. Với tính máu cho trong người mình không sợ bất cứ bố con thằng nào. Mình lao thẳng tới và khô máu em ấy. Ghê ạ. Đi luôn. Khó chứ. Wow, cool, nice. Và hiện tại chúng ta có được 8 mắt rồi các bạn ơi. Tao căn nhà này mình bắt gặp với cổng di chuyển. Lương tiền mình đập luôn cái cổng này. Trải qua biết bao nhiêu cuộc đánh nhau, giá của mình hiện tại nát bét hết rồi. Mình đang đi về nhà thì bắt gặp một cái rương. Và khi mở rương ra thì oh my god, đây chính là con mắt Old Eye. Và chúng ta đã có được con mắt thứ 9. Đi về nhà thì không chịu đâu, mình cứ lang thang rồi gặp được một cái giếng. Nhưng mà ở giếng này có cái lava. Với cái tính tò mò của mình, lập tức mình nhảy xuống như này. Và khá là bất ngờ khi giếng này đó chỉ là một cái dungeon cực kỳ rộng luôn các bạn. Có rất nhiều loại spawn ở đây nữa. Á, à, quả này, mày dám thách đấu anh à? Dungeon này có 4 lối đi, mình chọn lối đi đầu tiên. Mới vào chỗ hai cái rương thì mình loot đồ liền các bạn, có hai quả táo vàng. Rương thứ hai chưa loot được, còn dần bài tới và chào hỏi mình. Cái gì? Muốn chơi nhau à? Mình tiến sâu hơn thì thấy được một lồng spam. Khi đập nó ra, một đống zombie xuất hiện. Với trình độ BB thường thừa, còn với khả năng bất phép thường trưởng thì mấy con này cũng chả là gì với mình cả. Và khi tiến sâu vào trong, chúng ta phát hiện được một cái mỏ vàng. Wow, rất là nhiều vùn netherite nè. Đồng thời với đó là kim cương nữa. Có rất nhiều giáp kim cương, nhưng toàn giáp bình thường thôi. Không có giáp nào quá xịn cả. Và đặc biệt, ở trong rương này chúng ta có được một cái đầu Wither. Trải qua một thời gian khá là lâu, khi mình đã lút hết được 4 cái hầm vàng, chúng ta có được 3 đầu Wither rồi. Và một cái mũ kim cương khá là xịn. Trở lại sảnh thì một đống zombie, một đống phù thủy đè mình ra đánh. Nhưng mà mình sẽ cái đéo, một chắc mình cân tất hết các bạn. Sau đó mình nhận được một cái map, đồng thời là một vật phẩm rất là xịn. Đó chính là Wish Bullet. Và vật phẩm này khi kết hợp với cái mắt Ender, nó sẽ tạo thành Wish Eye, một trong 12 con mắt. Với trở bên nhà thì điện mình nó trang trí chuồng lợn cũng khá là gọn gàng. Rồi mình đổi ra mắt Ender, sau đó kết hợp với Wish Bullet tạo thành Wish Eye. Và đây cũng là con mắt thứ 10. Rồi mình chế tạo ra phôi Netherite mà mình đã lùm được ở dưới dungeon. Hiện tại mình khá là giàu các bạn ạ. Tại vì mình có tận 6 cái phôi Netherite luôn. Tiếp theo thì mình sửa toàn bộ giáp. Cái giáp mà bây giờ cũng nát lắm rồi. Và anh trai dòng trồng 8 và bảo vệ 5 cho cái mũ mới của mình. Add Netherite vào cái mũ mới. Và lên full set Netherite cho chúng ta. Giờ mình tuyên bố không sợ bất cứ bố còn thằng nào ấy nha. Giáp siêu mạnh rồi. Đến đêm mình xem cái cuốc rất là xịn. Nó tự bón phân và tự thu hoạch cho mình luôn. Sau một hồi mình có tận hơn 2 stack cà rốt. À, zombie này, dám đánh bố mày à. Sáng hôm sau khi ngủ dậy thì mình chế hơn 3 stack cà rốt vàng. Siêu ngon, siêu xịn và siêu hồi máu. Đủ dụng cụ để về địa ngục, quẩy nát địa ngục luôn các bạn. Ngày hôm sau mình lập tức tiến về dưới địa ngục khiêu chiến với con boss mà chúng ta đã gặp đầu game. Let's go. Rồi, nhạc đi ơi. Xông lên. Đến đây em ơi. Ui ôi. Nó mạnh quá. Cái đó chết. Con này nó có được skill lấy tay đấm xuống thôi, nhưng mà lượng đam gây ra cũng rất là lớn. Không có giáp nào thì đảm bảo mình ngõm đâu rồi. Mày có đeo đồ không? Báo đội ta đi mày. Ôi lag. Cho nó. Mày. Ôi mày vô khô máu mày luôn. Mày.
Đầu em. Giết nó là đầu tao nè. Vật phẩm mình nhận được đó chính là một cái búa luyện kim âm phủ. Uầy, cái búa nhìn xịn sò vái trưởng ra. Và một cái phôi địa ngục dùng để chế tạo một bộ giáp mới. Còn thằng đệ của mình thì lượm được một con mắt. Và đây chính là con mắt tiếp theo của chúng ta. Con mắt thứ 11, Nether Eyes. Lương tiện ở đó có các linh hồn, cho nên mình triệu hồi ra quy thợ để xử nó luôn. Lấy nó con mắt cuối cùng. Mày Mày Đâu rồi? Đây nè. Ồ, này, con này trâu phết nè. Con quy tử này nó trâu khó phải bàn luôn các bạn ạ. Mặc dù cùng hai đứa rất là mạnh, bắn liên tục vào nó nhưng lượng máu tụt rất là chậm luôn. Nhưng nếu dùng kiếm thì sát thương gây ra rất là cao. Và lúc sau thì nó chỉ còn một nửa máu thôi các bạn. Bị mình với thằng đệ mình chém tơi bời hoa lá, sao mà đỡ được. Mày chết chưa? Mày chết. Công nhận con quy tê này còn đánh khó hơn con vua địa ngục kia nữa. Rồi mình nhận được một sao Nether. Thằng kia rất hên luôn. Lần nào nó cũng lừa được mắt cả. Mày nó không vú, cho nên vú là mình đám vợ mồm nó rồi. Và bây giờ chính thức mình đã đủ được 12 con mắt. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Nhưng đánh xong hai boss này, mặc dù đồ Netherite rất là cứng nhưng mà cũng te tua. Chúng ta cần về nhà để sửa đồ thôi. Khi sửa đồ xong thì mình sẽ dùng phôi của con vua địa ngục để tạo ra một cái mũ không thể bị phá vỡ và có dòng hiệu ứng siêu xịn. Mang như thế mình đẹp trai sang chảnh hơn hẳn ấy nhờ. Quay trở lại địa ngục, mình tìm được một khu công trình cực kỳ khổng lồ. Và đây chính là nơi chúng ta lấy được bộ giáp cân nhưng mà nhất game. Và muốn chờ được con boss này thì mình phải giết được cái con này để có vật phẩm triệu hồi. Con này đánh khá là khó chịu. Khi nó xoay mình không thể tiếp cận nó được. Phải chờ khi nào nó phóng đao thì mới lao vô chém nó. Mày con. Nhưng mà rốt cuộc nó không đang què gì cả. Cũng may là thằng đệ mình nó đánh rơi được hai cái vật phẩm, cho nên mình chấn lột một cái. Right now, con boss mạnh nhất địa ngục. Chơi nó. Mày đánh tao. Bố mày sắp bắt cả mày. Mày đánh này. Ôi mày chơi khô máu luôn này à. Mày láo nè con. Trời ơi đau quá. Đây rồi, ngọn lửa xanh Ifrit nè. Ây da, mày Ây da, đau con trai. Đâu nè. Ôi, bậy em. Trời ơi, đau quá, ây da. Rồi em ơi, chết rồi. Đây rồi, mày không có kiếm, mày không có khít khiêng rồi. Nó hết kiêng rồi. À. Con boss này công nhận vừa trâu vừa mạnh, nhưng mà rốt cuộc nó vẫn bảo trận với bàn tay của mình thôi. Mày. Đi đi con. Ê, đưa bố mày cái icon kìa. Đâu? Đưa đây coi. Thằng này. Mày đưa đây không hả? Đưa đây. Ây ôi, đồ của ta này. Thỏi Iridium. Và đây cũng chính là cái vật phẩm giúp chúng ta chế tạo ra một bộ giáp của hoàng đế địa ngục. Nhưng với 3 phôi thì chưa đủ, cho nên mình quyết định qua một công trình mới để farm thêm ít phôi. Sau khi đánh bại được con này thì đã được tận 2 cái vật phẩm nữa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi hoàng đế của địa ngục. Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên mình đã giành chiến thắng cực kỳ đơn giản và nó rơi cho mình được 4 phôi Iridium. Về nhà mình chế tạo ra một thanh kiếm Netherite kết hợp với hai thỏi Iridium, chúng ta sẽ có được thanh kiếm của lửa Incinerator. Chưa hết, mình còn nâng cấp đồ Netherite lên đồ Iridium tạo thành một bộ giáp bất khả chiến bại không thể bị phá vỡ. Và đây chính là thanh kiếm của chúng ta. Trời ơi, chất vải trưởng. Và mình sẽ enchant những dòng mạnh nhất. Sắc bén 5, gây cháy 3. Và đam nó hiện tại là 17 đam. Một cái sát thương rất là lớn. Đây, thanh kiếm này vung cực kỳ mạnh luôn ý. Đấy, các bạn thấy vung lực chưa? Bây giờ mình sẽ chế tạo ra một đống táo vàng chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Các bạn hãy cùng mình đồng hành đi đánh rồng nhé. Néo mắt lên và đi theo hướng của nó thế nào. Let's go.
sau 2 ngày đồng đã để tìm cái The End. Cuối cùng chúng ta tới nơi Stronghold rồi các bạn ơi. Và mình thực sự rất là hay các bạn ơi. Đào thẳng xuống thì tới ngay cánh cổng The End mà không cần phải xách đít chạy đi tìm. Không dài dòng mình lắp mắt vào và sẵn sàng qua thế giới Ender làm việc đồng sao xả ớt. Và let's go đi thôi nào. Ok. Ủa. Và khá là vui khi cảnh đánh đồng Ender thì mình lại quên mất tiêu. Và đây chính là clip để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về đánh đồng Ender ở bản này như thế nào. Còn riêng với mình thấy nó chả khác gì những phiên bản Minecraft bình thường. Khác biệt ở đây là nó bay thẳng xuống và chơi tay đôi với mình. Như vậy mình càng dễ đánh bản nó hơn. Nhưng cũng may thằng đệ mình nó có quay những cái cảnh này nên các bạn xem tạm nhé. Có hai. Tiến hóa đây nè. Ui. Mày. Ui. Mày. Trời ơi. Đồng Ender của chúng tôi. Mình tiến sâu hơn vào thế giới The End và tìm được một cái tàn tích cổ. Trong này có vẻ sẽ có rất nhiều boss mạnh đây. Đây chính là con boss đầu tiên mình phải đối mặt. Nó đó. Let's go. Đi. Sao có bay không vậy? Nó bị bọn con kia bắn đúng không? Kia bắn. Xin cái tuổi. Em còn yếu lắm em. Rất ui. Một cái mũ này là roi tím luôn nè. Rồi mình ngửa tay mình đào cái lỗ. Ai ngờ dưới này là có một boss trùng cuối. Ui. Ui. Boss này. Boss này á. Trời nó. Mày yếu à. Yếu đấy. Mày. Và kháng cùng nè. Con này giờ kháng không biết rồi. Ui. Nó không yếu lắm rồi. Đào nó to phết á. Mày. Nhưng cái là tiếc đánh con này nó không rơi ra gì các bạn ơi. Ơi bị xui đó nhá. Đi một vòng thì mình lượm được một cái rương. Và trong rương này có rất nhiều đồ xịn. Đặc biệt đó chính là một cái quần màu cam. Và theo như mình biết đồ cam chính là cái đồ mạnh nhất trong game. Vì còn dư 2 phôi Iginium thì mình đã nâng cấp lên cho cái bộ Netherite màu tím. Tiếp theo mình add Netherite cho cái quần kim cương Titan. Combo thêm Iginium nữa tạo thành một cái quần xịn nhất game. Why? Các bạn nhìn mình ngầu chưa? Trời ơi mang vô không khác gì một chiến thần cả. Nguyên set này đủ cân tất cả những boss ở game này rồi nha mọi người. Tất cả đều có bảo vệ 5 và cực kỳ nhiều hưởng phụ. Giúp cho mình kháng rất nhiều đợt tấn công cùng với đó là những hiệu ứng khác nhau. Mình trốn thân địa của mình để qua NCT. Vào đây với sức mạnh của mình càng có các hết lũ quá bậc trong này. Và tất nhiên rồi, qua đây mục tiêu chính là lấy được cái canh cứng. Rồi mình về nhà, kết hợp canh cứng với áo Iginium. Chỉ riêng áo này chúng ta thể kết hợp vừa cánh vừa giáp, rất tiện lợi trong việc chiến đấu và đi lại. Ui, mang vô đồ Epsilon này được ít 100 lên nữa. Rất nhiều ngày sau đó, mình tìm tới một cái tàn tích mới và đánh bại Ender Golem. Và rất là hên khi nó rơi ra một cái loại hư không. Đây chính là vật phẩm giúp chúng ta dùng skill của con này đó các bạn. Rồi mình tiếp tục ấn con boss cuối cùng. Tại vì con boss này nó sẽ rơi ra bản đồ giúp chúng ta tìm kiếm đến vị trí của vị thần đã sáng tạo ra Minecraft. Và đây rồi, chúng ta nhận được bản đồ tìm đến vị thần cuối cùng. Với đó là một cái găng tay của người bảo vệ, tầng 16 sức tấn công luôn. Mang tay này vào nhìn Oxalat chứ nhờ. Nhưng mà được cá đấm hơi lâu các bạn ơi, đấm lâu vã trưởng ra. Đi theo bản đồ chỉ dẫn thì mình tìm thấy một cái đầu lâu. Trong đầu lâu này có một đường đi bí mật. À không, thật ra chả bí mật lắm. Công khai như thế này mà bí mật đéo gì. Và tiến vô thôi. Trước mặt của chúng ta, đó chính là vị thần đã sáng tạo ra Minecraft. Có thể gọi đây là ông tổ của 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 ông tổ nhiều đời của ông của Minecraft á.
chắc là vậy. Mình với đề mình mới quẹo ông xíu. Ông đứng dậy và bắt đầu có một trận chiến với bọn mình. Ui. 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 Mẹ, ông này muốn đánh nhau à? Trời ơi. Ông đánh tay kìa. Ông mạnh đến mức mà kiếm chém cũng có tác dụng luôn à. Không được đâu, ông này kia cũng mà. Ui ôi, ôi. Đúng là boss của game boss khác, mình out trên với những con boss còn lại. Phải khổ lắm mới câu được một tí máu. Trời ơi. Bôi mặt thế mày mà bắn có tí máu rồi. Thật ra you ready nữa rồi, hai con. Ui. Bên xa lại. Ui ôi, ông mạnh quá. Ui ôi. Ông dùng đồ nó cướp kìa. Ôi ôi. Ông dùng Gobu mẹ và Zokan kìa. Ôi ôi. Khi đánh ổng còn một nửa máu thì ổng chuyển sang chế độ đấm tay. Ông Huyền mình không tuyệt phát nào. Một hồi sau thì nó chỉ còn một tí máu thôi. Mày. Ui. Trời, hai thằng nó luôn. Trời đất ơi. Bỗng nhiên ngay lúc đó mình nghe được mùi. Ờ, mùi hành đấy các bạn. À. Đây ạ. À. Thằng nó mạnh đó, thằng nó mạnh đó. Phải giết đi nó chứ, giết nó chứ. Ây da. Giết lại cái đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời đất ơi, ông dùng bản năng vô cực, mình bắn cái ủng né hết luôn các bạn. Chưa, chưa, chưa. Ui, nó biến hình. Mày biến hình. Mày biến hình. Mày biến hình. Mày biến hình. Chạy đi. Đâu vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ôi, người đi. Ra, 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 ra. Tại con này đã. Mày. Sao nó không chết? Biết rồi, biết rồi nó, biết rồi nó. Rồi, hai con vàng khó chơi. Đây mới là hình dạng thực sự của ông Nod. Đó chính là Amanito Deity. Ờ, bắn cung được, bắn cung được, bắn cung được. Ba mình to thế còn không có tác dụng này luôn. Bắn cung cua ơi. Ôi ơi. Giữ một con trước, giữ con này, giữ con này, giữ con này. Ngay lúc đó mình phát hiện ra ở hình dạng này thì khi chúng ta bắn cung lượng đạn gây ra sẽ rất là lớn. Mày. Mày chết đi. Mày. Mày. Mày, ui ôi. Một con chết rồi, một con chết rồi, một con chết rồi. Đâu, chết 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 chết. Nó còn dùng cái rừng này à? Anh phải giết hai con cùng lúc. À, rồi, chơi, 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 chơi. Ây, yeah. Trời ơi, let's go, một con. Mày. Mày này con. Mày. Ra Huy, trời ơi. À. Holy shit, nó ngõm rồi. Và cuối cùng chúng ta cũng phá đảo được rồi mọi người ơi. Oh yeah. Và cảm ơn các bạn đã xem video nha. Và mình có lời khuyên cho các bạn luôn là nếu ai đánh được con boss này thì nên thủ thêm anh em vô, đủ càng nhiều càng tốt, chứ không thôi là hành sấp mặt đấy. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và chúc các bạn ngày tốt lành. Bye bye.